online nó tốn thời gian. Thế thì mấy em thấy rằng là bình thường á, là thai nghén là nó sinh lý, thai nghén là một cái quá trình sinh lý nhưng phải là bệnh lý. Một người phụ nữ người ta mang thai, người ta sinh đẻ đó là một quá trình là sinh lý chứ không phải là bệnh lý. Thành ra mình nói sản phụ chứ mình đừng có nói là bệnh nhân, mấy em nhớ nghe. Cái người mà người ta mua, người ta sinh đẻ là mình nói họ là sản phụ, không có nói là bệnh nhân. Nhưng mà nếu như mà người mẹ mang thai đó có các cái bệnh lý đi kèm mà có nguy cơ cho mẹ hoặc nguy cơ cho thai hoặc là nguy cơ cho cả hai, thì lúc đó chúng ta gọi đó là những trường hợp bệnh lý, hay nói một cách khác đó là những cái thai nghén nguy cơ cao. Những cái thai nghén nguy cơ cao tức là những cái thai nghén mà nó có thể xảy ra các cái biến chứng cho mẹ, cho thai hoặc là cho cả cả hai. Tiếp đi mình, thầy nói những cái chốt, thầy chốt những cái vấn đề như thế là mấy em phải nhớ nghe, là mấy em phải về mấy em đọc lại nè, chứ còn mà thầy không có đủ thời gian để mà phân tích nhiều. Thì em thấy rằng là bệnh lý ấy, thì chúng ta thấy là chủ yếu là các cái bệnh lý về nội khoa là chính. Trong đó là mấy em thấy là khi mang thai ấy, những cái bệnh mà nó nguy hiểm đến thai phụ đó là bệnh tim này, bệnh tăng huyết áp này, bệnh phổi này, bệnh thận, tức là bệnh lý liên quan tới các cái cơ quan mà gọi là liên quan tới các cơ quan mà gọi là quan trọng của cơ thể mình, tim, phổi, huyết áp và bệnh thận, những cái cơ quan quan trọng đảm bảo chức năng sống của cơ thể. Tiếp theo, một số các cái bệnh lý khác mà nó ít phổ biến hơn nhưng mà chúng ta cũng phải để ý, đó là các cái bệnh lý về máu. Vì sao mấy em? Vì chúng ta sinh đẻ là chúng ta hay bị chảy máu, băng huyết. Nếu mà cái chức năng đông máu, cái hệ đông máu của chúng ta mà không bình thường thì khi chúng ta sinh đẻ như thế là nó băng huyết, nó chảy máu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ. Đấy. Thì trong sản khoa thì mấy em biết là ta sợ nhất là chảy máu, sợ nhất là chảy máu. Mà trong cái chảy máu đó, tôi sợ nhất là chảy máu do rối loạn đông máu. Bởi vì khi nó rối loạn đông máu là nó không tự cầm được nên nó chảy, kể cả mao mạch nó cũng chảy. Còn nếu nó chảy máu mà do chấn thương, do rách phần mềm hoặc là do đờ tử cung thì chúng ta có thể cầm máu được bằng các cái kỹ thuật. Nhưng mà nếu mà chảy máu do rối loạn đông máu, hệ thống đông máu thì chúng ta rất là khó cứu bệnh nhân. Thì lúc đó máu mà chúng ta cái truyền vô nó chảy ra, truyền vô nó chảy ra nó không tự đông được thì lúc đó bệnh nhân cũng sẽ mất nhiều máu và cái rối loạn càng ngày càng nặng, bệnh nhân sẽ tử vong. Các cái bệnh về hệ thống á, thì mấy em thấy là chủ yếu người ta gọi là các bệnh lý về miễn dịch đấy, thấy không? Ví dụ như mấy em thấy là ví dụ như bệnh lupus ban đỏ này, lupus ban đỏ cũng là bệnh hệ thống, thấy không? Những cái bệnh về từ biển đấy. Rồi, ví dụ như thầy ví dụ như là bệnh giảm tiểu cầu vô căng này, đó là những cái bệnh tự miễn. Thì mấy em thấy là khi mà một người phụ nữ mà sinh mà tiểu cầu, số lượng tiểu cầu nó thấp quá thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì nó làm cho cái quá trình cầm máu nó kém, không nó là dễ chảy máu. Đấy, tiếp theo các bệnh lý ngoại khoa thì cũng ít gặp hơn mấy em, và cũng thường là cũng không có gây nguy hiểm nhiều. Thì khi mà có các cái chấn thương ngoại khoa thì chúng ta thấy thấy trực diện được và nó gây ra đau đớn cho bệnh nhân, rồi nó gây ra các cái vấn đề khác mà chúng ta bắt buộc phải can thiệp, chứ nó không có tiềm tàng tiềm ẩn giống như bệnh các bệnh lý nội khoa. Ví dụ như bệnh tim chẳng hạn, bình thường sản phụ người ta có bệnh tim nhưng mà cái bệnh tim đó nó ở cái mức độ là khi mà sản phụ bình thường nó không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà khi sản phụ mang thai thì cái bệnh tim nó bắt đầu nó cái tim nó bắt đầu nó phải tăng gánh nặng đặc biệt, và bắt đầu cái bệnh tim nó bắt đầu nó nặng lên, nó nặng lên tới khi mà sản phụ sinh đó, thì qua cái cục đẻ cái gắng sức như thế thì cái bệnh tim nó bắt đầu trở nặng, người ta gọi là trở nặng, là cái bệnh tim nó bắt đầu nó nặng lên, nó nặng. Có thể đến đây để tử vong. Nó trong quá trình chỉ cần khám tim phổi và tim phổi là phải khám được. Thế thì khi mà khám một bệnh nhân thì chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta chỉ có một câu hỏi thôi thì rất là tổng quát, nhưng mà
nó khiến cho bệnh nhân phải khai ra tất cả những cái gì mà ta có trong người. Em chỉ cần hỏi là từ trước đến giờ, từ trước đến nay chị có mắc những cái bệnh gì hay không, thì nếu mà bệnh nhân họ biết họ có cái bệnh gì họ sẽ khai. Chứ chúng ta đừng có hỏi một cách rời rạc là chỉ có bệnh tim, bệnh tật, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh lách, thì đầu tiên hỏi liên tiếp trong dài mất thời gian. Chỉ cần hỏi một câu tóm gọn là từ trước đến nay chị có mắc bệnh gì hay không thì là sẽ khai ra cho mình. Tiếp đi. Tiếp đi mình à. Ủa, em đi đâu rồi? Tiếp đi mình. Mình có nghe không? Dạ có Mình nghe có nghe thầy. không mình? Dạ có, em À, có tiếp chỉnh đi. sao. Thầy có thấy không thầy? Rồi, lưu lại, lưu lại. Lưu lại đi. Lưu lại đi mình à. Bất tiện. Rồi các cái bệnh lý về phụ khoa, các bệnh lý về phụ khoa thì mấy em cũng có mấy cái gạch đầu dòng đó, mấy em chú ý thấy chưa? Thì các cái bệnh lý về phụ khoa nó cũng hay ảnh hưởng tới thai phụ trong thời kỳ mang thai và trong lúc sinh hoặc là sau sinh. Thì ví dụ như mà sản phụ á, họ có một cái u xơ tử cung như vậy, thì á, là trước khi mang thai họ khó mang thai, khi mang thai rồi á, thì họ có nguy cơ dễ bị sảy thai, dễ bị đẻ non. Rồi khi sinh á, thì họ sẽ sinh khó, và sau sinh á, thì họ dễ bị băng huyết. Đấy, như vậy thì một u xơ tử cung không mà gây ra biết bao nhiêu rồi bị suốt quá trình. Hoặc là sản phụ hoặc có một cái u trứng chẳng hạn, thì trước khi mang thai có thể là khó mang thai, khi đã mang thai rồi thì có thể là cái u trứng đó nó sẽ bị xoắn xoắn à, rồi trong quá trình mang thai sau sinh đó, à, có thể bị vỡ trong quá trình mang thai, vỡ khối u đó trong quá trình đó. Và sau sinh đó, thì có thể nó bị đó, nó cũng có thể bị xoắn vì lúc đó con bụng mình nó rỗng á, sau khi sinh đó, thì cái phần phụ đó, nó xoay chuyển nhiều, có thể bị xoắn phần phụ gây ra các biến chứng. Tiếp đi. Tại các cái bệnh lý như thầy đã trình bày thì mấy em thấy là nội khoa, ngoại khoa, thì trong đó có các bệnh lý về sản khoa, thì trong đó có cái bệnh mà chúng ta hiện nay chúng ta thấy rất là nguy hiểm hay gặp, đó là cái bệnh lý tiền sản giật, là tăng huyết áp và trong thời kỳ mang thai. Cái này biến chứng của nó rất là nặng nề, có thể gây tử vong cho sản phụ. Nếu mà sản phụ biến chứng qua sản giật rồi xuất huyết não rồi phù phổ cấp thì có thể gây ra tử vong. Tử vong mạng. Tiếp đi. Các cái nguyên nhân về phía thai chủ yếu là gây ra các cái bất thường, các cái ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Ví dụ như những cái thai mà nó chậm phát triển trong tử cung, nếu mà chúng ta theo dõi không tốt, chúng ta can thiệp tốt thì em bé thêm bị ngạt hoặc là có thể tử lưu vào trong bụng. Những cái thai to, những cái thai bất thường khi mà chúng ta sinh có thể gây ra các sang chấn, bị chấn thương các cái phần mềm ở âm hộ, âm đạo, sinh môn, sinh khó có thể gây ra dọa vỡ tử cung, thậm chí là vỡ vỡ tử cung nguy hiểm. Tiếp các cái nguyên nhân về phần phụ thai, phần phụ thai thì mấy em thấy chủ yếu là hay gặp cái bệnh lý rau tiền đạo. Hồi mấy em học y bốn thầy có dạy rồi, bây giờ rau tiền đạo rất là nguy hiểm, nó sẽ chảy máu, cái gì chảy máu là nguy hiểm, rồi nó sẽ không sinh được, chúng ta phải mổ, mà khi mổ thì có những cái trường hợp bất thường về nước ối, về dây rốn, về màng ối ha, thì cũng gây ra đẻ khó, rồi nhiễm trùng. Tiếp này. Các cái nguyên nhân về cơn co tử cung đó thì bất thường cơn co tử cung này, dạ kéo dài, rồi sức khỏe của người mẹ yếu này, vâng, cũng là những yếu tố mà gây ra. Các nguyên nhân về thai, ví dụ suy thai này, thai to này, có bất thường. Tiếp đi. Các nguyên nhân về phần phụ, ví dụ như là dây rốn chẳng hạn, bình thường dây rốn mà bị xa ra một cái thì sẽ chèn ép và sẽ gây ngạt em bé, tử vong em bé. Các cái bệnh lý về bánh nhau, ví dụ nhau bông non này, nhau tiền đạo, ối vừa non ối vừa sữa. Thế thì mấy em thấy là có quá nhiều các cái nguyên nhân mà để làm một cái thai nghén bình thường trở thành cái thai nghén nguy cơ cao, có quá nhiều các cái nguyên nhân để làm thai nghén bình thường trở thành cái thai nghén nguy cơ cao. Chúng ta không thể nhớ chi tiết từng cái một, chúng ta nhớ theo từng từng nhóm bệnh lý.
Đầu tiên cái nhóm mà quan trọng nhất ấy, tại khuyến cáo em phải nhớ đó là các bệnh lý nội khoa của chúng ta. Trong đó chúng ta chú ý là bệnh tim, phổi, huyết áp và bệnh lý về máu. Bốn cái bệnh lý đó là bắt đi bắt dịch này phải nhớ. Vì những cái bệnh lý đó là nó tiềm tàng nhưng mà tới khi mang thai thì nó trở nặng cách đột ngột bất ngờ làm chúng ta không trở tay kịp, có thể gây ra tử vong sản phụ. Cái nhóm bệnh lý thứ hai là cái nhóm bệnh lý mà em cần phải chú ý trong khi mang thai mà chúng ta phải khai thác, đó là các cái nhóm bệnh lý thuộc về sản khoa. Trong đó chúng em chú ý đó là các nhóm bệnh lý về tiền sản giật này, tiền sản giật rất là nguy hiểm, bệnh lý tiền sản giật, các bệnh lý về phần phụ thai ví dụ đau tiền đạo, đau mông non này. Rồi các cái bệnh lý về thuộc về em bé, ví dụ em bé chậm phát triển này nó sẽ gây ra suy thai cấp, đại tử vong ở trong bụng mẹ, hoặc là các bệnh lý về thai to, thai bất thường cũng sẽ gây ra đẻ khó, có thể gây ra các biến chứng vỡ. Rồi các bệnh lý về phần phụ thai và phần phụ thai thì còn có một cái nữa đó là xài gì đó, nên chú ý là cái xài gì đó thấy nha. Rồi đó là những cái còn lại, các bệnh lý về ngoại khoa, bệnh lý về phụ khoa, các bệnh lý về hệ thống đó thì em điểm sơ một vài cái em nhớ tới đâu thì em điểm sơ một vài cái để cho nó đầy để lưu ý trong cái bài thi của mình. Trong cái phần khám đó thì thầy nghĩ là không có gì khó, mấy em về mấy em đọc chi 6 rồi mình làm mình đá nhiều biết rồi, nên mình đọc trong đó mình chú ý nhất cho thầy á, là cái phần hỏi bệnh này. Đó, thì khi hỏi bệnh thì em nhớ cái câu hỏi này. Từ trước đến nay khám bất cứ bệnh lý gì, không chỉ riêng là bệnh lý của phụ nữ, bệnh lý gì chúng ta cũng hỏi một câu là từ trước đến nay chị có mắc cái bệnh gì hay không. Tiếp đi. Tiếp đi. Đó là cái bài về về đó là một cái bài về thai ngén nguy cơ cao. Thì đối với thai ngén nguy cơ cao á thì ngày hôm qua thầy có gửi cho mình là hai file đúng không mình, thì em mở cái file mà cái phong cái này màu vàng á, vàng để thầy nói thêm một cái bài ý về cái quản lý thai kỳ nguy cơ cao thì Dạ. trước đây. Rồi, thì bây giờ là mình chăm sóc một cái thai kỳ có nguy cơ cao như thế nào? Thì về nguyên tắc á, khi mà mình khám mình phát hiện ra một cái thai kỳ nguy cơ cao á, thì là chúng ta phải chuyển lên tuyến tuyến trên. Tuyến trên ở đây là tuyến huyện, từ tuyến huyện trở lên, từ tuyến huyện và đến tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Thì chúng ta không được theo dõi ở các cái tuyến xã, phường, mà nên người ta cũng không cho theo đặt trẻ ở tuyến xã, phường vậy. Đấy, và chúng ta phải gửi lên tuyến trên. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải cần tôn trọng các cái nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất đó là chúng ta nếu như mà chúng ta nếu mà chúng ta nghĩ rằng á nếu mà chúng ta nghĩ rằng để cái thai kỳ chúng ta phân tích trên cơ sở các cái dữ liệu chúng ta phân tích, chúng ta thấy rằng nếu để cái thai kỳ này tiếp tục thì nó sẽ gây ra các cái tai biến cho người mẹ, thì chúng ta phải đình chỉ thai kỳ trước khi mà các cái tai biến nó xảy ra. Đó, nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải đình chỉ cái thai nghén đó trước khi các cái tai biến xảy ra. Tại ví dụ như tiền sản giật nặng nhưng mà mấy em điều trị nó không đáp ứng, cái bệnh nó diễn tiến càng ngày càng nặng lần và nó có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người mẹ, thì chúng ta phải chấm dứt thai kỳ. Chúng ta biết là tiền sản giật thì cái nguyên tắc điều trị cơ bản của tiền sản giật là chúng ta chỉ điều trị triệu chứng, chứ chúng ta không có thể điều trị được nguyên nhân. Vì tiền sản giật là chúng ta không biết được cơ chế bệnh sinh, chúng ta không biết được cơ chế bệnh sinh thì chúng ta không thể điều trị nguyên nhân triệt để được, chúng ta chỉ điều trị triệu chứng. Do đó khi mà chúng ta điều trị triệu chứng không được nữa, tức là bệnh càng ngày càng diễn tiến nặng lần, thì đây là một bệnh lý do thai gây ra.
cách duy nhất mà để chấm dứt bệnh lý này là chúng ta như vậy, thì chúng ta phải chọn thời điểm chấm dứt thai kỳ như thế nào, mà đừng có để thân xác quá đến mức độ là cái tai biến nó sắp xảy ra, nó cận kề xảy ra, hoặc là nó xảy ra rồi thì chúng ta mới đình trị, rất là nguy hiểm cho sản phụ. Như vậy cái nguyên tắc cơ bản là chúng ta phải chấm dứt cái thai kỳ trước khi mà các cái tai biến nó xảy ra. Thì ví dụ như bệnh tim chẳng hạn, bệnh nhân đang suy tim độ 3 rồi, và thai kỳ ấy là mới có 30 tuần, 29 tuần. Nếu mà chúng ta để trong nó được nữa thì khoảng 1 tuần sau là sản phụ sẽ lên cái cơn cơn gì cơn hang tim phù của cấp, suy tim cấp, có thể tử vong. Thế thì chúng ta phải chấm dứt cái thai kỳ này thì chúng ta mới điều trị cái bệnh tim cho sản phụ. Như vậy chúng ta phải chấm dứt, mặc dù là cái thai nó non tháng nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro em bé, hy sinh em bé để mà chúng ta điều trị cho người mẹ. Cái nguyên tắc thứ hai là trong cái sản khoa thì chúng ta phải điều trị là ưu tiên cứu mẹ là chính. Trong hai người thì cái sự chọn lựa là chúng ta chọn lựa người mẹ chứ không phải là chọn lựa em. Đấy. Ví dụ như chúng ta cần thiết phải hy sinh em bé để cứu người mẹ thì chúng ta vẫn phải hy sinh em bé để cứu người mẹ, chứ không phải là chúng ta cứ để ráng 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 để sợ rồi em bé ra là nguy hiểm cho em bé, rồi em bé yếu, em bé non tháng thế này thì chúng ta cứ để mãi như thế thì sẽ gây ra tai biến cho người mẹ, thậm chí là tử vong. Do đó nguyên tắc thứ hai là điều trị ưu tiên cho mẹ là chính, ưu tiên cho mẹ là chính, có chiếu cố đến con, có chiếu cố đến con, tức là mình có để ý tới em bé chứ không phải là mình kêu thôi từ bỏ em bé để cứu người mẹ thôi được. Nếu chúng ta cân nhắc hai cái đó, chúng ta có thể là cho nó hài hòa thì nó càng tốt, nó không được thì cơ bản là chúng ta ưu tiên cho mẹ là chính, còn có chiếu cố đến con. Đấy. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải chuẩn bị một cái tinh thần là khi mà chúng ta điều trị các cái thai nghén nguy cơ cao thì thường là em bé ra là nó non tháng hoặc là nó bị các cái bệnh lý đường hô hấp sau sinh thì nhà, thì các cái phương tiện hồi sức này nọ như kia về sau sinh thì chúng ta phải chuẩn bị hết sức đầy đủ và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để mà chúng ta hồi sức tích cực ngay cho em bé sau khi mà em bé chào đời ở trên các cái sản phụ nguy cơ cao này. Đó, thì hai cái nguyên tắc về phía mẹ và một cái nguyên tắc về phía con là mẹ phải nhớ. Chúng ta đi làm việc đó là chúng ta không thể nhớ chi tiết từng cái một được, nhưng mà chúng ta sẽ nhớ về mặt nguyên tắc. Trên cái nguyên tắc đó thì chúng ta sẽ triển khai dần 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 xuống các cái ý để mà chúng ta thực hiện cho nó đúng theo cái quy trình. Đấy, thì nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải đình chỉ thai nghén trước khi các cái biến chứng nó xảy ra cho người mẹ. Cái thứ hai, trên nguyên tắc thứ hai đó là điều trị ưu tiên cho mẹ là chính, có chiếu cố đến con. Điều trị thứ ba là chuẩn bị các phương tiện hồi sức tích cực sơ sinh trong các cái trường hợp mà chúng ta phải chấm dứt thai kỳ, những trường hợp thai nghén nguy cơ cao. Cái thứ hai đi, hai slide thứ hai. À, về biện pháp chung á, thì chúng ta biết rồi, cái gì chúng ta phải quản lý thì nó tốt. Ví dụ như chúng ta quản lý công việc chúng ta hàng ngày thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta cứ động đó chúng ta làm đó. Thì đối với cái thai nghén nguy cơ cao cũng vậy, ta quản lý cái thai nghén này có nghĩa là chúng ta sẽ theo dõi sát nó, chúng ta sẽ phát hiện sớm ra các cái dấu hiệu, các triệu chứng, các cái bất thường thì chúng ta can thiệp kịp thời. Thì lúc đó chúng ta sẽ hạn chế được các cái rủi ro cho người bạn. Đấy. Cái thứ ba hai nữa là nếu cần thiết thì chúng ta phải các cái thai nghén mà không mong muốn thì chúng ta loại bỏ bằng các phương pháp sản khoa thích hợp. Ví dụ như là một sản phụ người ta bị bệnh tim, người ta bị thay van tim rồi đó, nhưng mà vì lý do nào đó mà người ta bị vỡ kế hoạch thì chúng ta phải can thiệp về mặt sản khoa để mà chúng ta loại bỏ cái thai nghén đó đi. Thì chúng ta điều trị cái bệnh lý tim mạch cho người bạn. Đó, và cái câu cuối cùng thầy nói với em nãy đó, ý chăm sóc và điều trị ấy, người ta đánh giá cái mức độ thai nghén nguy cơ cao với một cái phương châm là cứu mẹ là chính và có cố gắng bảo tồn thai, tức là chiếu cố đến em bé. Slide cuối này. Các cái biện pháp riêng ấy, thì cụ thể là em thấy rằng là nếu mà chúng ta phát hiện ra các bệnh lý về nội khoa tim phổi thì chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ của các bệnh đó, bệnh lý đó mà chúng ta điều trị, và
qua cho người, cho sản phụ. Đồng thời chúng ta cũng phải đánh giá về mặt sản khoa, đánh giá về mặt sơ sinh. Đấy, như vậy thì riêng cái đoạn này là chúng ta có sự phối hợp của ba cái chuyên ngành, thứ nhất là sản khoa, thứ hai là nội khoa và thứ ba là sơ sinh. Một người bác sĩ sản khoa thì không thể độc đáo được ba cái tốt nhạc như thế, chúng ta phải có sự phối hợp của ba cái chuyên ngành đó. Và cái cuối cùng mà tới khi mà sản phụ cần phải chấm dứt thai kỳ nữa thì chúng ta phải phối hợp với lại gây mê hồi sức, bởi vì đó là một cái đơn vị mà giúp chúng ta can thiệp đẻ hoặc là tâm mổ chấm dứt thai kỳ. Như vậy thì chúng ta thấy trong quá trình mà can thiệp thì chúng ta phải phối hợp rất là nhiều với chuyên ngành có liên quan. Chúng một bác sĩ sản khoa thì không thể chúng ta cán đáng được tất cả các cái khâu như thế được. Đối với các bệnh lý về ngoại khoa thì chúng ta xử lý trước khi mà chúng ta mang thai. Ví dụ như chúng ta có u xơ thì chúng ta cắt bỏ trước đi. Hoặc là những cái trường hợp mà bị hở eo tử cung thì chúng ta phải khâu eo tử cung trước đi. Khâu vòng trước khi mang thai thì tránh các trường hợp nó sảy thai hoặc là đẻ non. Đối với các trường hợp khác thì chúng ta có thể dùng các thuốc để điều trị ha, rồi hoặc là chúng ta đình chỉ thai nghén và cứu cứu mạng nếu chúng ta thấy cần. Thế thì thầy trình bày với mấy em một cách rất là ngắn gọn và một số ý như thế, hai bài những khá dài cũng không không có khó lắm, những ý thầy nói thì đã rõ rồi. Thành ra mấy em về mấy em đọc lại, em cố gắng đọc lại hai cái bài này. Qua cái bài này thì lớp mình có câu hỏi gì không? Nếu mà mấy em nghe mà chưa kịp có câu hỏi gì thì là mấy em cứ suy nghĩ rồi ghi ra tờ giấy. Thì trong quá trình thầy dạy những bài tiếp theo thì em chợt nghĩ ra cái gì thì mấy em ghi lại, tí nữa chúng ta hỏi sau. Thế thì nhờ bạn Minh mở qua cái bài.